Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại nội dung thần thoại của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Địa phủ nếu như cùng với thiên đình khai chiến thì thiên đình trong vòng 3 ngày tất thua trận. Địa phủ ẩn giấu thực lực quá mức kinh khủng. Ở trong lịch sử thần thoại truyền thống của Trung Hoa thì Tam Hoàng thời viễn cổ chiếm hữu một vị trí rất lớn trong quan niệm tín ngưỡng dân gian. Tam Hoàng ở đây lần lượt là Thiên Hoàng, Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng. Bởi vậy cũng liền sinh thành tam giới thiên đình, địa phủ cùng nhân giới. Từ hệ thống thần thoại như vậy mà bàn luận thì tam giới chính là ba giới tồn tại đơn độc và không liên quan tới nhau, chỉ có một chút liên hệ cũng không quá lớn. Trong các tiểu thuyết thần ma chứ danh như Tây Du Ký hay Phong Thần Diễn Nghĩa, thiên đình cùng địa phủ có vẻ như là một biên chế, hoặc là nói nhân lực của địa phủ đại đa số đều phải nghe theo sự điều phối của thiên đình. Nhưng cũng có những thuyết cho rằng thiên đình cùng địa phủ vốn phải có quan hệ đối địch với nhau. Chỉ có điều ở trong tác phẩm Tây Du Ký, bởi vì có Đức Như Lai can thiệp vì bảo hộ Đường Tăng, cho nên hai thế lực này đã trở thành người một nhà, từ đó gia tăng phúc báo của mình. Như vậy mối quan hệ thực sự giữa tam giới trong thần thoại cổ xưa thực sự là như thế nào? Đối với địa phủ, những tư liệu cổ xưa nhất mà chúng ta có thể tìm được hẳn là Sơn Hải Kinh, Hải Nội Kinh. Ở trong điển tịch này vốn là có ghi chép, trong Bắc Hải có một ngọn núi tên là Udo Chi Sơn. Udo Sơn ở đây chính là cái gọi là địa phủ. Cổ xưa đã ghi chép ít ỏi như thế thì chúng ta cũng chỉ có thể từ trong các điển tịch thần thoại tìm kiếm một chút đáp án. Từ đó chúng ta có thể suy đoán ra thực lực của địa phủ so với thiên đình cũng không có chênh lệch bao nhiêu, thậm chí còn có khả năng cao hơn cả thiên đình. Trước hết, phạm vi của địa phủ cũng không phải như mọi người đã nhận biết qua các câu chuyện tiểu thuyết hiện đại, chỉ có cái gọi là Diêm La Điện. Trên thực tế, Diêm La Điện vẹn vẹn chỉ là tòa thứ 5 trong số 10 tòa phủ điện chủ quản sinh tử bộ cùng hướng đi của thiên hạ sinh linh, cũng không thiết hình pháp. Còn lại 9 tòa điện phủ khác cũng chỉ thiết lập hình pháp, không chủ quản hướng đi của linh hồn. Tôn Ngộ Không mỗi lần xuống địa phủ cũng đều là vì cứu người, cho nên tìm Diêm La Vương là thuận tiện nhất. Nên tự nhiên ở trong tác phẩm Tây Du Ký cũng chỉ có ghi chép về Diêm La Vương. Trên thực tế, phạm vi của địa phủ là rất lớn, không chỉ là nơi trú ẩn của con người sau khi chết, mà là còn là nơi ở của thiên hạ thường sinh. Trong khi chết đi sẽ tìm đến, mà hoàn cảnh giữa địa phủ cũng không phải là giống như thiên đình. Chỉ cần là thiên binh thiên tướng liền có sự cai quản quy tắc ổn định, được thừa hưởng bổng lộc theo chức vị. Mà dưới địa phủ nếu như muốn sinh tồn, đại bộ phận tất nhiên đều phải dựa vào sức mạnh bản thân. Dưới hoàn cảnh nhược thục cường thực như thế, bồi dưỡng ra sức chiến đấu mạnh mẽ tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Chúng ta đều biết địa phủ trưởng khống nhân gian âm hồn, mà địa phủ cũng một mực là một nơi vô cùng thần bí u ám. Một phương diện khác, thập điện Diêm La cũng không phải là toàn bộ quan viên điều phối trong địa phủ. Có thể nói bọn họ cũng chỉ là quan văn trong địa phủ mà thôi, quản lý về quy chế hành chính, mà cũng không phải là võ tướng trong địa phủ. Đẳng cấp sắp xếp đó là âm hồn, âm binh, quỷ sai, quỷ tiên, quỷ tướng, quỷ đế. Mà chức vị Diêm Vương gia xem như là một chức vị quan văn. Cấp bậc này liền chính là giữa quỷ tiên cùng quỷ tướng. Mà trên thiên đình chức vị liền tương đối nhiều, nhưng là hơn phân nửa cũng thuộc về chức vị quan văn. Trước tiên chúng ta hãy xem xét về chiến lực cấp thấp, thiên đình thiên binh thiên tướng cùng địa phủ âm binh bên nào lợi hại hơn. Từ trong tác phẩm Tây Du Ký chúng ta có thể tính ra đại khái số lượng thiên binh thiên tướng của thiên đình, số lượng tất nhiên sẽ vượt qua con số 100 vạn không nhiều. Mà địa phủ quỷ binh thì sao? Số lượng ít nhất cũng gấp mấy lần thiên đình. Tuy rằng thiên binh thiên tướng thực lực rất mạnh là điều không thể nghi ngờ, nhưng đối mặt với nhiều âm binh như vậy vẫn là song quyền nan địch tứ thủ. Cho nên về chiến lực cấp thấp thì địa phủ hoàn toàn thắng thế. Tiếp theo chúng ta lại tính toán đến thực lực trung đẳng giữa hai bên. Địa phủ quỷ sai số lượng đông đảo, đầu châu mặt ngựa hắc bạch vô thường, cũng chỉ là đại diện trong số đó mà thôi. Địa phủ còn có quỷ tiên, chủ yếu hơn chính là địa phủ ngũ phương quỷ đế, thực lực mạnh mẽ kinh khủng. Mặc dù nói là ngũ phương nhưng là nhân số cũng không chỉ là 5 người, ngũ phương quỷ đế là từ 7 người tạo thành. Mà thiên đình nhị lang thần, linh thần quan, na cha, các nhân vật này cũng liền chỉ có khoảng mấy chục người. Thế nhưng những nhân vật này của thiên đình đều có thực lực mạnh mẽ phi thường. Bởi vì thiên đình tương đối nổi danh
mà lại mỗi người cũng đều là có bảo vật. Cho nên nếu như hai phe giao chiến về thế lực trung đẳng, thì thiền đình có thể chiếm được thượng phong. Sau đó chính là xét đến đỉnh tiềm chiến lực quan trọng nhất. Ở đây chúng ta cần phải hiểu, thiền đình Tam Thanh là tuyệt đối sẽ không tham dự, bởi vì Tam Thanh mới là nhân vật chân chính trưởng quản tam giới. Tam Thanh cũng là thiên đạo, cho nên Tam Thanh không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Tam Thanh chỉ là tại thiên đình quản lý thiền đạo mà thôi. Nếu như chúng ta muốn tìm hiểu đến sức chiến đấu mạnh nhất của địa phủ, đầu tiên liền cần giới thiệu đến người đứng đầu địa phủ, đó là Minh Giới Chi Chủ Phong Đồ Đại Đế, cũng gọi là Bắc Thái Đế Quân. Căn cứ theo các tư liệu thần thoại ghi chép, sức mạnh của Phong Đô Đại Đế tuyệt đối không thua gì Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi nghe đến đây, nhiều người có thể sẽ hỏi, vậy thì tại sao khi Tôn Ngộ Không xuyên tạc sinh tử bộ thì Phong Đô Đại Đế không xuất thủ để chế phục yêu hầu? Nguyên nhân chủ yếu nhất khả năng chính là Như Lai Phật Tổ đã có sự thường nghị từ trước để sắp xếp mọi sự tình, hoặc cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không cũng chưa náo loạn đến mức cần phải chủ nhân của địa phủ ra tay. Sức chiến đấu thứ hai của địa phủ hẳn là mọi người cũng tương đối quen thuộc, đó là Đông Nhạc Đại Đế, cũng gọi bằng cái tên Thái Sơn Thần. Không sai, chính là linh hồn bãi độ trong Thái Sơn Thần, cũng là chức vị của Hoàng Phi Hổ được thụ phong trong Phong Thần Bảng. Người này nắm giữ thế gian vạn vật sinh tử chi năng, còn có thể nắm giữ tần cựu tương đại, cố quốc an dân, kéo dài tuổi thọ, trường mệnh thành tiên, phúc lộc quan chức, quý tiện cao hạ, sinh tử kỳ hạn, quỷ hồn chi thống. Đồng Nhạc Đại Đế và Phong Đô Đại Đế thực lực tuyệt đối không kém Ngọc Hoàng Đại Đế. Tuy nhiên, chủ của thiên đình ngoài Ngọc Hoàng Đại Đế thì còn có cả Tứ Ngự. Xét về nhân số đỉnh tiêm thì thiên đình vẫn nhỉnh hơn một chút. Nhưng là trong địa phủ vẫn còn ẩn giấu đi một vị lão tiền bối, coi như Ngọc Đế có gặp được cũng phải tất cung tất kính. Người này là ai? Bà chính là người thành lập lục đạo luân hồi của địa phủ, Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Thổ Nương Nương trong thời khắc mà Vu tộc cùng yêu tộc đại chiến đã đột phá, bà không đành lòng nhìn thấy vạn vật sinh linh. Bởi vì hai tộc đại chiến tử vong, cho nên liền hóa thần lục đạo sáng tạo luân hồi. Xét đến cảnh giới, Hậu Thổ Nương Nương thấp nhất cũng đã là sơ kỳ thánh nhân. Thánh nhân chính là như Tam Thanh, Bàn Cổ hay Nữ Oa. Những vị đại năng như vậy mới có thể xưng là thánh nhân. Đã từng có câu, phía dưới thánh nhân đều là cỏ rác. Có thể nghĩ thực lực trong đó chênh lệch lớn như thế nào. Nếu như Hậu Thổ Nương Nương xuất thủ, thiên đình những đỉnh tiêm đại thần cũng không thể chống đỡ. Cho nên nếu như dốc sức khai chiến, địa phủ tất nhiên có thể công phá thiên đình. Kỳ thật từ những tư liệu ghi chép trong thần thoại cổ xưa, chúng ta liền có thể nhận biết, thiên đình chủ quản vạn vật tự nhiên, địa phủ chủ quản vạn vật sinh tử. Thiên đình thần tiên cũng sẽ chết đi, chỉ là sẽ trường thọ được rất lâu. Sau khi chết đi, hồn phách của bọn họ liền sẽ đi vào địa phủ, tuần theo địa phủ luân hồi an bài. Tổng thể mà nói, địa phủ thực lực vẫn là mạnh hơn so với thiên đình. Còn như Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhân vật này là thuộc về Phật giáo, không thuộc về thiên địa nhân tam giới, bất kỳ thế lực nào, nên chúng ta cũng liền không cần tham khảo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề thần thoại thượng cổ được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này, hoặc là những bài phân tích liên quan đến các tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Cung Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan đến tác phẩm kiếm hiệp như Hải Văn nổi tiếng như là Kim Dung, Đan Thanh, Cổ Long, Mã Vĩnh Thành, thì các bạn tiếp tục truy cập với channel của mình để theo dõi những nội dung đã từng được đăng tải lên trước đó. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung hấp dẫn tiếp theo.